Kính chào quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh định cư và cuộc sống ở Canada. Thưa quý vị, trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ một vấn đề liên quan tới số lượng người nhập cư bị trục xuất khỏi Canada tăng lên theo chiều hướng rất là cao. Vâng, có thể nói rằng là tăng lên gấp 2 lần hoặc hơn 2 lần thì trước khi đi vào uh, phần chính của nội dung ngày hôm nay thì mình sẽ có một vài lời chia sẻ với tất cả uh, những quý khán thính giả vẫn đang theo dõi kênh của mình như sau à, trong những uh, thời gian qua uh, thì có một số những bạn mà vào bình luận comment ở trên kênh của mình có một số những uh, người bình luận rất là thiếu văn hóa và nhiều bạn có những lời lẽ phân biệt kỳ thị đấy, phân biệt vùng miền và kỳ thị thì mình cũng xin nhắc lại rằng uh, trong cái phần giới thiệu kênh của mình mình đã ghim email uh, để cho các bạn tiện liên lạc nếu các bạn có những cái điều gì mà bức xúc ấy và thì hãy coi như là trực tiếp coi như là gửi email cho mình uh, yêu cầu các bạn không bình luận những cái từ ngữ mà phân biệt kỳ thị người nọ người kia hoặc vùng biển ở trên những uh, những cái cái video mình đã chia sẻ và tất cả những cái lời bình luận này sẽ được sẽ bị mình xóa ra khỏi trang để ảnh hưởng để tránh ảnh hưởng tới tất cả những quý khán tính giả khác vâng đây là vấn đề mà mình không muốn nói ra, nhưng mà uh, mặc dù đã được những cái điều mình nhắc nhở trước, nhưng nhiều bạn vẫn vào comment những lời không hay ho cho lắm. Trên nền mình mới quyết định để phải nói ra cái vấn đề này. Thưa quý vị, theo nhiều nguồn tin mới nhất gần đây, thì khoảng 1.400 thường trú nhân tại Canada phải chịu lệnh trục xuất mỗi năm vì thất bại trong việc đáp ứng những nghĩa vụ của họ với tư cách là những người thường trú nhân. Hơn nữa, tỷ lệ thành công trong việc kháng cáo tòa án là ít hơn 10%. Việc trục xuất có thể được tiến hành khi người đó vi phạm đạo luật di trú và bảo vệ người tị nạn. Vâng, trong phần này mình xin à, có một chút giải thích như sau. Tức là những người thường trú nhân, tức là khi họ đến đây đi theo bất cứ diện gì để xin được định cư ở tại đất nước Canada thì trong thời gian đó uh, khi họ được cấp cái thẻ gọi là người ta vẫn gọi là thẻ xanh hoặc là thẻ thường trú nhân thì họ vẫn chưa được gọi là công nhận là một công dân Canada bởi vì họ tức là phải sau khi uh, mà 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 nhận được quốc tịch tức là họ đã thi được quốc tịch và thì khi đó họ mới trở thành công dân chính thức của Canada còn trong thời gian họ vẫn là một thường trú nhân thôi có nghĩa là cái thời gian định cư của họ là có thể là lâu dài thì họ vẫn có thể bị trục xuất khỏi đất nước Canada và con số này đã tăng lên gấp 2 lần so với những năm qua. Theo các số liệu thống kê được lấy từ việc truy cập và thông tin yêu cầu làm bật lên cái tầm quan trọng cho những người thường trú nhân ở Canada rằng họ phải nhận thức được những nghĩa vụ và phải duy trì tuân thủ theo những điều này. Tại một cảng nhập cảnh, một sĩ quan biên giới có thể nhận thức được việc không thể tiếp nhận, chẳng hạn như việc không tuân thủ các cái vụ lời cử trú. Trong những trường hợp đó, những sĩ quan biên giới có thể đưa ra cá nhân đó đã đến một nhân viên chuyên về di trú để phỏng vấn thêm những câu hỏi nhằm xác định được rằng liệu trường hợp thường trú nhân đó có tuân thủ đúng luật của Canada quy định hay không. Về luật di trú của Canada cấp cho những thường trú nhân quyền nhập cảnh vào Canada khi người đó là một thường trú bất kể không tuân thủ theo nghĩa vụ lời cư trú. Tuy nhiên, thường trú nhân có thể bị đưa vào một bản tường trình. Điều đó có thể dẫn đến việc bị trục xuất. Các thường trú đang trong chế độ thi hành, chẳng hạn như việc trục xuất, vẫn có thể giữ được tình trạng cư trú dài hạn của họ và quyền được ra vào đất nước Canada cho đến khi có quyết định cuối cùng về việc họ mất đi quyền làm thường trú nhân được tiến hành. Vâng, ở đây có nghĩa rằng những à, thường trú nhân ở Canada trong thời gian mà họ chưa nhận được quyết định đó thì họ vẫn có thể là thường trú ở đất nước Canada trong thời kỳ dài hạn và họ có các cái quyền lợi, chẳng hạn như là à, kháng cáo lại những cái à, à, vấn đề mà dẫn tới có thể họ bị trục xuất thì ở đây rất nhiều người Việt Nam chúng chúng ta à, không hiểu được hết cái luật pháp của Canada và thường phải thông qua những văn phòng luật sư để họ có thể là giúp bạn trong vấn đề này à, có rất nhiều bạn coi như là có thể là không đủ kinh phí để coi như là thuê một luật sư riêng thì ở đây các bạn có thể là tìm đến à, hoặc là đề nghị với coi như là cục di trú để cấp uh, giúp các bạn tìm một uh, luật sư mà miễn phí. Vâng, thì ở uh, tư bản bao giờ cũng vậy, các nước đều có những cái cái những cái luật người luật sư miễn phí, uh, tức là họ có thể là là vì làm về nhân đạo hoặc là cho trong trước khi họ mở cái văn phòng luật sư của họ thì họ muốn một vài năm trước khi mà để mà làm công việc đó thì họ thường thường là làm những công việc thiện nguyện có nghĩa là như một luật sư thiện nguyện không lấy tiền của bất cứ những người coi như là mà họ nhận đơn mà dạ là cơ bản là những người nghèo. Các dữ liệu gần đây cho thấy rằng mức độ cư trú không tuân thủ theo luật lệ của những người định cư có thể quay lại Canada, đặc biệt trong trường hợp mà họ đã dành nhiều thời gian ở bên ngoài đất nước Canada các con số này không bao giờ không bao gồm những người nhập cư đã có tình trạng thường trú bị thu hồi do phạm tội hoặc che giấu những người bị tù từ chối giấy tờ để du lịch Canada vâng thì ở đây cái phần này họ có nói rằng là những người mà có thể là ví dụ họ có À, có thể thường trú nhân nhưng họ lại đi về Việt Nam, họ hoặc là họ đi sang một đất nước nào đó họ sinh sống trong nhiều thời gian không quay trở lại Canada thì những người này vẫn có nguy cơ bị trục xuất và và trong khi đó thì uh, bao gồm cả những người khách du lịch có thể là họ đến đây đi du lịch nhưng ở lại quá thời hạn đó là những thành phần bị trục xuất và khỏi đất nước Canada. Thì coi như là trong cái video này mình cũng muốn nói rõ rằng người Việt Nam mình có một số những trường hợp tức là những người đi sang đây lao động, à, đi sang đây du lịch và uh, trong những cái thời gian du lịch thì họ tìm kiếm cái cách ở lại định cư đất nước Canada nhưng uh, vì một lý do nào đó chẳng hạn qua công ty môi giới hoặc qua một luật sư mà những uh, công ty đó luật sư đó không giúp bạn trở thành một cái thường trú nhân thì coi như là họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước cái lệnh trục xuất bởi vì họ không uh, tức là đã vượt quá thời hạn ở ở đất nước Canada mà theo cái chính quyền sở tại đã quy định. Mình xin nhấn mạnh rằng chỉ trừ những người mà uh, có là công dân chính thức của Canada, còn tất cả các diện Uh, đi đến đang trên con đường muốn đến định cư Canada đều có thể bị trục xuất khỏi đất nước Canada. Vâng để tránh cái trường hợp bị trục xuất khỏi đất nước Canada thì Canada đã tạo cơ hội cho mọi người khiếu lại cái lệnh trục xuất này. Uh, đây là vấn đề mọi người mà nếu mà uh, có nguy cơ bị trục xuất khỏi Canada thì các bạn phải hiểu rõ cái vấn đề này nhá. Có nghĩa là chính đất nước Canada đã tạo cơ hội cho mọi người khiếu lại cái lệnh trục xuất này. Thì khiếu lại bằng cách nào? thì những thường trú nhân, người tị nạn hoặc công dân nước ngoài ở Canada có thể trở thành đối tượng bị trục xuất vì lý do chẳng hạn như là bạn dính vào cái chuyện hình sự, không tuân thủ nghĩa vụ cư trú hoặc đơn xin bảo lãnh bị từ chối chẳng hạn. Đó là những cái lý do. Ờ, có nhiều cái loại lệnh, lệnh mà trục xuất khác nhau nhé. Ví dụ như là cái lệnh khởi hành, lệnh loại trừ hoặc là lệnh trục xuất. Nghiêm trọng nhất và không mong muốn nhất đối với tất cả những thường trú nhân ở Canada chính là cái lệnh trục xuất Điều này là do người được ban hành lệnh trục xuất Không được phép trở lại Canada Với tư cách thường trú nhân nữa Và trừ khi người này nhận được giấy phép trở lại Canada Đấy. Thì các bạn cũng phải hiểu rõ điều này Là có như là các bạn Chỉ được trở lại khi mà có giấy phép uh, Trở lại uh, của đất nước này Trong hầu hết các trường hợp ở trên Thì lệnh trục xuất có thể tránh được Nếu các công dân nước ngoài nhận lệnh rời đi hoặc tuân thủ các yêu cầu của lệnh trước đó. Những người xin tị nạn được ban hành lệnh khởi hành có điều kiện ngay lập tức. Lệnh khởi hành có điều kiện sẽ tự động chuyển thành lệnh trục xuất 30 ngày sau khi đơn xin tị nạn bị từ chối. Vâng, những người Việt Nam mình trong thời gian qua có rất nhiều người đã coi như đi theo con đường du lịch và có thể có một số người đi theo con đường biển đó à, đã tới đất nước Canada và họ đã làm đơn xin tị nạn tại đất nước này. Thì tất cả những bạn mà đã coi như mở hồ sơ xin tị nạn thì cần phải lưu ý rằng à, các bạn có thể sẽ bị trục xuất sau khi mà các bạn bị cục di trú Canada từ chối quy chế tị nạn. Vâng, trong vòng 30 ngày thôi các bạn nhé Tức là khi các bạn bị uh, chẳng hạn qua các cuộc phỏng vấn, ví dụ phỏng vấn lần đầu bị trượt sau bắt đầu kháng cáo thì theo như mình biết có khoảng 6 cái phiên tòa để 6 hoặc 7 cái phiên tòa để cho các bạn khiếu lại kháng cáo lại cái sự việc mà cục di trú Canada đã từ chối uh, từ chối quy chế tị nạn của các bạn thì đến cái phiên tòa cuối cùng mà các bạn vẫn bị từ chối thì có nghĩa là trong khoảng một tháng sau thì các bạn sẽ bị có lệnh trục xuất này Lệnh loại trừ thường được ban hành với những lý do vi phạm nhập cư không bao gồm tội hình sự, an ninh hoặc vi phạm nhân quyền. Để vượt qua lệnh loại trừ, cá nhân phải nộp đơn xin giấy phép quay trở lại Canada. Trong bất kỳ trường hợp nào tốt hơn hết là lên ngăn chặn việc bị trục xuất khỏi Canada. Tuy nhiên, nếu công nhân nước ngoài nhận được lệnh trục xuất, họ có thể được khiếu nại lên bộ phận kháng cáo, nhập cư hoặc lên tòa án liên bang Canada. Vâng, các bạn cũng hiểu rõ điều này. À, nếu các bạn nhận được lệnh trục xuất mà các bạn không làm đơn kháng cáo thì trong 30 ngày sau các bạn sẽ bị coi như trục xuất khỏi đất nước Canada. Nhưng nếu các bạn nộp đơn kháng cáo lên những cái bộ phận liên bang ở trong um, những cơ quan có thẩm quyền trong cái liên bang mà bạn trong cái tỉnh bang mà bạn đang ở đó, thì coi như là bạn có thể vẫn sẽ là được ở lại để coi như là uh, người ta xét xử xem những cái đơn kháng cáo của bạn có những cái điểm phù hợp để cho bạn chậm ở lại đất nước Canada hay không trong vấn đề khiếu nại nên bộ phận kháng cáo nhập cư thì sẽ được phép nếu như quyết định đang bị kháng cáo là sai về luật pháp hoặc là về thực tế hoặc là đã vi phạm nguyên tắc công bằng về tự nhiên ví dụ như phạm quyền được lắng nghe hoặc được lắng nghe bởi một bên công bằng hoặc là trên cơ sở xem xét nhân đạo và nhân ái nếu bạn thấy rằng không thể khiếu nại uh, lên cục di trú, bạn có thể lập đơn lên tòa án liên bang để được tư pháp xem tại quyết định này. Những lý do khiến Canada không thể chấp nhận được có thể bao gồm những lý do sau đây. Vâng, các bạn hãy nhớ kỹ vấn vấn đề này. Tức là mình đọc lại rằng bạn có thể bị trục xuất bởi những lý do khiến mà đất nước Canada không thể chấp nhận, bao gồm thứ nhất là một tội hình sự nghiêm trọng bị trừng phạt ở Canada với thời, thời, hạn tù là ít nhất 6 tháng. Cái thứ hai là đã tham gia vào tội phạm có tổ chức. Và cái thứ ba là lý do an ninh hoặc vi phạm nhân quyền hoặc nhân quyền quốc tế. Vâng, các bạn biết rằng là ở các lớp tư bản về cái, cái nhân quyền của con người rất là cao. Đã có những video mình chia sẻ về vấn đề này. Chẳng hạn như mình nói rằng À, những vấn đề chẳng hạn như là bạn nghiện hút đó chẳng hạn như bạn nghiện ma túy này đó hoặc bạn à, đánh bạc này à, gây rắc rối này đó chẳng hạn như bạn vào sòng bạc bạn gây rắc rối này hoặc là à, một cái tội đơn giản là chẳng hạn như là à, bạn đi ăn trộm ăn cắp này đó thì người ta gọi là cái tệ nạn xã hội ừ. thì khi khi cái tệ nạn xã hội thì cái cái, cái cái pháp luật của họ tức là nó nó rất đơn giản thôi bởi vì bạn thường thường không phải là uh, tức là người ta cho vấn đề này á nó không phải là quá quan trọng đó còn khi bạn vi phạm cái nhân quyền chẳng hạn như bạn đánh người uh, bạn uh, chửi rủa một ai đó bạn vu khống và uh, bất kỳ người nào mà để cho chẳng hạn như là một công ty một cái gì đó mà để cho người ta bị suy sụp bị giảm đi cái số lượng và uh, về vấn đề kinh doanh Chẳng hạn như vậy, tất cả những vấn đề vi phạm về nhân quyền, bạn dùng bạo lực để gây sức ép, chẳng hạn như là đối với vợ, con hoặc với những người thân hoặc bất kể mọi ai đó thì đây nó thuộc về nhân quyền. Thì ở Canada họ lại rất coi trọng cái vấn đề này và họ coi cái cái tội trạng này là một cái tội trạng gọi là rất là lặng mà cần phải nghiêm trọng bị bị trừng phạt. Đấy, thì thường thường cái án người ta đưa ra tức là Uh, tức là từ 6 tháng trở lên nếu bạn bị kết tội từ 6 tháng trở lên thì cái cái việc mà coi như bạn bị đất nước Canada trục xuất nó rất là cao còn nếu bạn bị tù thời gian mà độ khoảng từ 6 tháng trở xuống có nghĩa cái tội của bạn rất nhẹ thì có thể cái đơn kháng cáo của bạn vẫn có thể được coi như là cục di trú Canada chấp nhận Đấy. thì mình phải phân biệt được là đó là những cái lý do mà mà khiến coi như những cái tòa án liên bang có thể là họ xem xét lại cái quyết định của họ cho cho bạn được ở lại hay không trong câu chuyện rằng trong câu chuyện này có một câu hỏi được đặt ra rằng vậy thì cơ quan nào ở tại Canada có quyền trục xuất bạn khỏi đất nước Canada thì câu trả lời ở đây là cơ quan dịch vụ biên giới Canada hoặc hội đồng di trú và tị nạn của Canada là có toàn quyền thẩm quyền ban hành lệnh trục xuất các bạn nhớ nhé. Tức là cơ quan dịch vụ biên giới Canada hoặc hội đồng di trú, tị nạn của Canada có thẩm quyền ban hành lệnh trục xuất. Và cái lệnh trục xuất này nêu rõ rằng cái người bị trục xuất không thể ở lại Canada một cách hợp pháp được nữa. Vâng. Bây giờ một câu hỏi khác được đặt ra là làm thế nào để tránh à, tránh bị trục xuất khỏi Canada? Vâng. Những hậu quả tiêu cực của lệnh trục xuất có thể tránh được nếu như bạn khiếu nại quyết định tiêu cực lên bộ phận kháng cáo nhập cư hoặc lên tòa án liên bang của Canada. Khi cân nhắc các quan trọng mà liên quan đến việc kháng cáo lệnh trục xuất lên tòa án liên bang, bạn phải hiểu được những vấn đề sau đây. Vấn đề thứ nhất, cái vấn đề mà bác đơn kháng cáo người có lệnh trục xuất hoặc một thành viên đại diện cho người này có thể khiếu nại lên tòa án liên bang Canada để xem xét tại quyết định của bạn để phản đối việc từ chỗ này lên tòa án liên bang, nguyên đơn phải được tòa án cho phép hoặc nhường lại cho tòa án liên bang Canada xem xét quyết định nói trên. Nếu như chấp nhận một phiên điều trần sẽ được lên kế hoạch. Các quyết định được đưa ra bởi hội đồng người tị nạn nhập cư sẽ tự động dừng lại khi bạn nộp đơn yêu cầu xem xét tại tư pháp của tòa án Canada. Nếu tòa án liên bang chấp nhận đơn kháng cáo, nó sẽ được gửi cho các cơ quan để đánh giá lại biết được những thông tin trên để khiếu nại lên tòa án thì các bạn phải có nhiều hiểu rõ những vấn đề mà mình đã uh, đưa lên ở trên đó các bạn phải tham khảo thật kỹ những vấn đề này để đi đến một cái quyết định đúng đắn nhất khi bạn không muốn bị trục xuất khỏi đất nước Canada vâng thưa các bạn Mỹ là một quốc gia uh, láng giềng với đất nước Canada hai đất nước này giáp nhau cách nhau chỉ bằng đường biên giới cách nhau chỉ bằng một con đường rất nhỏ và có một cái con đường biên giới rất dài dài nhất thế giới khoảng hơn 5.000 km các bạn biết rằng là Canada và Mỹ có nhiều điểm tương đồng với nhau và người ta khi nói đến Mỹ thì thường hay nói đến tới Canada thì trong vấn đề mà người chính sách của Canada trục xuất cái số lượng người tăng lên á thì ở đất nước Mỹ thì cũng tương tự À, theo một cái con số thống kê từ năm 2018 cũng vào cái thời kỳ mà ông tổng thống Trump mà đang à, đương chức đương quyền thì đã trục xuất 8 người 8.000 người à, người 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 Mỹ gốc Việt bị trục xuất theo chính sách cứng rắn của của ông thủ tướng Trump của ông tổng thống Trump Đấy, nhắm vào ngay cả những người có thẻ xanh và chưa từng là công dân của đất nước Mỹ có nghĩa các bạn ở đây cũng hiểu rằng À, những người mà chưa có quốc tịch mà vẫn là những cái người có thẻ xanh thôi thì họ vẫn có thể bị trục xuất như thường thì hai đất nước này hầu như là à, có rất nhiều điểm mà tương đồng với nhau về luật pháp ngay cả cái chính sách à, và bị trục xuất khỏi đất nước của họ thì coi như thì nhiều người cũng nói rằng là Canada bị ảnh bị ảnh hưởng lớn bởi bởi coi như là cái luật pháp của nước Mỹ cái điều này thì mình cũng không dám coi như khẳng định bừa bởi vì thực chất ra uh, nó là liên quan tới những vấn đề về chính trị uh, đất nước Lào cũng có một cái cái luật pháp riêng uh, đất nước Canada cũng có một cái chủ quyền riêng và họ theo mình nghĩ thì họ là luôn luôn có một cái chính sách coi nhìn đi riêng đối với họ chứ họ không có gì phải coi như là uh, bị coi như một cái sự áp đặt hoặc mới bị ảnh hưởng quá lớn tại một đất nước hàng xóm như Mỹ cả thì đó cái cái sự nhận xét của một số người nó là nói rằng là cũng như là nói rằng là à Việt Nam mình luôn luôn bị ảnh hưởng về coi như những chính sách uh, của người Trung Quốc. Thì cái đó là theo cái nhận xét của các bạn. Chẳng hạn như là uh, từ cái chính sách uh, ví dụ như là chống tham nhũng chẳng hạn. Như ở bên uh, Trung Quốc họ ông Tập Cận Bình đã đưa ra cái chính sách gọi là uh, đà hổ diệt ruồi. Thì coi như sau đó thì Việt Nam đưa ra cái chính sách gọi là Uh, chống tham nhũng của ông tổng bí thư nguyễn phú trọng và coi như là có những cuốn sách của ông tổng bí thư nguyễn phú trọng nói về vấn đề này rất là coi như là uh, trở thành một cái cuốn sách mà được rất nhiều người quan tâm thì uh, theo nhiều của người nhận xét rằng là chính uh, người việt nam đã coi như bệnh bị ảnh hưởng lớn về những chính sách của những người đứng đầu ở bên trung quốc và kiểu như là học theo cái cách của họ thì đây là cái nhận xét của tùy từng người thôi mình thì mình không uh, dám đánh giá rằng là giống cái loại giống cái kia bởi vì uh, đất nước nào cũng có chủ quyền riêng và họ đều có một đường nối riêng vâng thưa các bạn người đến thì cứ đến và người đi thì cứ đi hay nói cách khác người về thì cứ về trong một vài video vừa qua mình có chia sẻ về vấn đề nhiều người Việt Nam mới tới đất nước Canada nhưng lại muốn trở về Việt Nam uh, thì trong vấn đề này nó có nhiều cái câu chuyện khác nhau. Cái vấn đề mà rất nhiều người muốn trở về Việt Nam á thì cái trước mắt người ta nhìn vào thì cái thành phần muốn trở về Việt Nam cơ bản là những người già không biết tiếng Anh, tức là họ khó hòa nhập với xã hội. Cái thứ hai là cái tuổi già rất sợ 6 tháng mùa đông khắc nghiệt ở Canada và thường thường họ trở về Việt Nam là 6 tháng mùa mùa đông mà thôi. Còn 6 tháng mùa hè họ lại lộn lại đất nước Canada Đấy. Thì ở đây có nhiều người bình luận rằng là à, Nhiều người thì có như là muốn về à, Nhiều người thì à, muốn về bởi vì sao? Bởi vì khi mà họ đi đến đất nước này Họ chưa có một cái sự chuẩn bị hành trang kỹ nưỡng Có nghĩa là à, đôi khi họ chỉ có như nghe những à, công ty môi giới hoặc là những người mà đã đang sống ở đây vẽ ra một cái màu hồng của đất nước Canada là đến đây kiếm tiền rất dễ hưởng cái nền an sinh xã hội rồi nền giáo dục rồi thì nền y tế rất văn minh và coi như là uh, không cần làm cũng có ăn trên là khi nhiều người á uh, khi đi đến đây thì cái thực tế nó không hoàn toàn giống là như vậy chính vì vậy là họ bị sốc ngay cả những người uh, nhiều người đưa ra các bình luận rằng ngay cả họ là những người khi trước đó đến canada họ biết cả tiếng anh đó tiếng anh rất giỏi họ cũng phải mất hai năm đầu tức là để làm quen với môi trường mới ở đây thứ nhất là làm quen với cái môi trường khí hậu thứ hai là làm quen với vấn đề mà cái cuộc sống là tẻ nhạn à, ở nơi đất khách quê người bởi vì uh, canada đất rộng người thưa và hàng ngày thì cứ phải nao đầu đi làm Ấy, chỉ có ngày thứ bảy chủ nhật thì quanh quẩn ai thích đi chơi ở đâu một chút nhưng mà người ta thường thường là muốn coi như là đoàn tụ trong một gia đình nghỉ ngơi ở nhà nấu những món ăn mà họ yêu, yêu thích chẳng hạn có nghĩa ý của mình muốn nói rằng à, họ ít có thời gian để coi như là à, vui chơi bên ngoài hoặc quan hệ với nhiều người khác nhau Chính vì thế và cuộc sống của họ tức là à, nó rất ít có cái sự va chạm nhiều còn ở việt nam thì cứ bạn cứ đi ra khỏi nhà thì nó có rất nhiều những cái mà để bạn thích thú ví dụ như tuổi già thì cũng có thể là có những cái nơi để cho những người già để ngồi nói chuyện với nhau buôn chuyện này chuyện kia đủ các loại chuyện đúng không ạ còn người mà thất nghiệp cũng như vậy và người ta cái vấn đề cơ bản là người ta đã sinh ra ở đó người ta sống mấy chục năm từ lúc sinh ra cho tới uh, tới khi đó thì cái môi trường đó rõ ràng là cái thời gian sống ở Việt Nam lâu hơn thì rõ ràng là họ thích nghi với ở Việt Nam nhiều hơn còn những người mà mới sang đây thì sẽ gặp khó khăn rất nhiều về vấn đề đó ngay cả những người vẫn còn biết um, giỏi cả tiếng Anh vẫn còn gặp khó khăn nhiều bạn đã tâm sự như vậy có một bạn bình luận rằng Người lớn tuổi rất khó hòa nhập ở Canada. Mình qua Canada 47 tuổi, biết tiếng Anh, nhưng 2 năm đầu thật sự bị sốc. Nhưng vượt qua được 2 năm rồi thì ok. Giờ đã có nhà cửa, xe cộ, con cái học hành, đại học. Có công an việc làm ổn định và không muốn trở về Việt Nam nữa. Thì ở đây thì... À, bạn này tâm sự như vậy là mình và mọi người đều hiểu rằng là bạn ấy có một cái nghị lực rất là phi thường bởi vì khi mà sang đến đất nước Canada mà 47 tuổi á, thì các bạn biết rằng là đó cũng là một cái cái tuổi nó gọi là luống tuổi rồi rất là khó hòa nhập vào được đất cái cuộc sống của họ nhưng mà chỉ qua hai năm bạn ấy đã coi như là uh, hòa nhập tốt vào cái cuộc sống ở đây và bạn không thích trở về Việt Nam nữa thì uh, theo mình nghĩ rằng là có thể bạn nói theo cái uh, cái thực tế mà khi bạn đang đang sống ở uh, bây giờ thôi tức là hai năm thì lúc bạn sang đây bốn bảy tuổi và bây giờ là bạn bốn chín tuổi nhưng độ khoảng chục năm sau khi bạn đã năm chín sáu mươi tuổi thì chắc chắn rằng ý nghĩ của bạn có thể sẽ khác đi rất nhiều bởi khi tuổi càng về già thì người ta lại càng hay nghĩ đến quê hương đất nước và khi đó uh, người thường thường là người ta muốn trở về quê hương à, giàu nghèo thì không biết nhưng mà Việt Nam ta có câu cóc chết ba năm quay đầu về núi không ai tránh được cái vấn đề này hết ai cũng muốn coi như là trở về quê hương còn một số người khác tuổi già vẫn đi định cư ở Canada bởi vì cái phần lớn là họ coi như là có con cái tất cả các con cái nó đều ở bên bên Canada rồi đúng không ạ khi con cái ở đây rồi thì con thì cháu chắc của họ cũng là ở đây bởi vậy là người ta đi sang đây là để đoàn tụ với tức là con và với cháu đấy, nó cho là gần gận ai cũng vậy thôi nếu bây giờ mà ở tuổi già mà lại không đi sang bên canada với con cháu ở tuổi già một mình ở việt nam thì rất buồn tủi đúng không các bạn nhất là những khi ốm đau mà nếu ở thêm một vài năm nữa mà à, đi lại khó khăn thì các bạn lúc đấy có thể là chở phải đi vào bệnh viện vào vào viện dưỡng não thì đây là một cái người ta gọi là một cái hình thức tra tấn của tuổi già ấy. thì có như vào viện dưỡng não thì có rất nhiều người cùng lứa tuổi mình uh, trong cái tình trạng đó nhưng mà nói thật ra mà nói rất nhiều người tâm sự rằng cái nỗi cô đơn mà khi vào viện dưỡng não nó tăng lên gấp nhiều rất nhiều lần bởi vì uh, bởi vì uh, cả tháng có khi một vài tháng chẳng thấy đứa con cái nào đến thăm các bạn ạ. con cái khi đó là uh, Cha mẹ mình đã ở trong đó có nhà nước lo rồi Hoặc mình đã đóng tiền cho một cái công ty nào đó Để coi như họ lo cho cuộc sống của cha mẹ rồi Trên là họ cứ bận rộn với công việc làm ăn Họ không đến thăm cha mẹ Trong khi đó thì cha mẹ rất nhớ thương Những năm cái cuối đời là à, Những người già thì nó không khác gì những em bé cả Họ rất cần cái sự quan tâm của à, những người khác Đó Đứa bé thì nó cần sự quan tâm của cha, của mẹ Đúng không ạ? còn thì người già lại quan tâm đến cái sự chăm sóc của người khác chẳng hạn như con cháu nó là như vậy thì ở đây mỗi người nhìn cuộc sống bằng một cách khác nhau nói tóm lại trong video ngày hôm nay cái vấn đề chính mình vẫn muốn đưa ra một vấn đề rằng là à, cái số lượng người nhập cư ở tại canada đang có nguy cơ bị trục xuất tăng lên thì các bạn nào đã có thẻ thường trú nhân ở tại đất nước Canada này rồi thì hãy cố gắng tránh né những cái vấn đề mà liên quan tới các cái vấn đề về hình sự uh, về những cái vấn đề mà nghiêm cấm chẳng uh, chẳng hạn như đó thành luật chẳng hạn như các bạn lại sống ở nước ngoài lâu quá lại không trở về Canada thì những trường hợp đó là có nguy cơ bị trục xuất và có nhiều trường hợp khác nhau trong vấn đề này nhưng các bạn uh, hãy cố gắng coi như là uh, cố gắng gọi là thực hành tốt cái cái luật pháp của Canada để khi bạn ở đây tức là đủ 3 năm để nhập uh, có quốc tịch Canada nếu bạn nào mà vẫn còn trẻ có thể là thi bạn nào qua tuổi 454 có thể là được tự được hưởng quốc tịch thì khi các bạn có quốc tịch rồi thì các bạn yên tâm rằng các bạn không bị trục xuất nữa Vâng video của mình hôm nay xin tạm dừng tại đây thôi nếu bạn nào có những uh, phản bác phê bình ý kiến và trong cái vấn đề mà mình đưa lên là không đúng sự thật hoặc là coi như sự hiểu biết của mình còn quá ít thì các bạn cứ đóng góp ý kiến của mình và có thể gửi email trực tiếp cho mình qua phần giới thiệu ở trên kênh rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau.